Cửa hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn lại tiếp tục cập bến được một nô đẩy. Nói thật các bác cũng rất là nhiều loại luôn. Cũng không biết là giới thiệu với lại các bác từ cái loại nào. Nhưng mà đây em cứ hôm nay em sẽ quay cho các bác từng dòng loại một. Và cũng test thì em cũng không thể nào test hết được. Thì tiện hiện tại là em đang test hai cái con đẩy nguồn xung đây. Đẩy nguồn xung đây. Con này nó sử dụng công nghệ mạch của sử dụng thiết kế theo công nghệ của Mỹ nha các bác nhé. Nói chung về chất lượng thì cũng rất là ok. Một dòng 20 sò, một dòng 16 sò. Đấy. Công suất con 20 sò này nó rơi vào tầm 800W, 800W đến 900W một kênh. Còn cái con 16 sò này nó rơi vào 600W, 600W nha các bác nhá. Chuẩn cho các bác là 600W luôn. Đấy. Đánh full 40. Còn dòng này thì có thể đánh được full đôi 40. Đấy. Về chất lượng này cũng vừa đấy em đã thử rồi, rất là hay luôn. Thì đây thì nhân tiện thì em sẽ quay cho các bác về cái hình thức bên ngoài và cũng như bên trong của hai dòng đẩy này. Vâng, em xin chào các bác nhá. Hôm nay thật sự các bác là hôm nay ở gần nhà có cái vụ cháy nên là em phải ra em tham gia cứu hỏa nên là không nên sớm được cho các bác. Nên là hôm nay là nên hơi muộn là một chút xíu nên là có gì các bác thông cảm cho em thì cùng với em gọi là theo dõi những buổi trường thuật trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay để cho các bác được biết về các mặt hàng nhà em hôm nay về. Như hôm qua em đã hứa là em về được hơn 20 con đẩy. Thì đây thì một dòng đẩy nguồn xung này, nguồn xung hiện tại đang có 2 con và con này nguồn xuyến hàng thương hiệu Avin, Avin nhé, mã của nó là A600, A600 hàng thương hiệu Avin đấy. Một dòng thương hiệu thì các bác cũng đã biết rồi, bác nào mà dùng vang Avin và thì là các bác thì cũng đã biết về chất âm rất là hay rồi. Đấy, thì tí em sẽ tháo luôn cho các bác để xem ruột gan cho các để cho các bác xem. Vâng, xin cảm ơn các bác nhá, các bác đang quan tâm theo dõi kênh Audio Minh Nguyễn thì các bác động viên anh em một vài chấm like đi. Có gì để em sẽ nhiệt tình và em sẽ tháo nhiều mặt hàng cho các bác để các bác xem. Đây, hiện tại đây là một cái con đẩy mạch nát H này nữa. Đây, mạch con H đây. Đấy, cũng rất là đẹp luôn về hình thức. Đấy, hình thức cũng form cũng rất là ngắn. Đây nè các bác nhá. Form rất là ngắn. Form này của nó chỉ có gọi là tầm 38 thôi. Chiều sâu của nó 38 cm. Avin ạ. Avin này giá hiện tại này em đang bán là giá 3.200.000 một con nhá. 3.200.000. 3.200.000 một con Avin. Đấy, hàng thương hiệu Avin, hàng chính hãng luôn nhá các bác nhá. 3.200.000 thôi. Đấy. Cảm ơn các bác là đã quan tâm và đã gửi đến em những cái chấm nai rất là tuyệt vời. Đây em xin giới thiệu các bác một con mạch cần SH này. Con này chạy 16 sò, chạy 16 sò và tụ của nó chạy 4 tụ 80V nhá. 4 tụ 80V và 10.000 mi. Dòng tụ rất là lớn luôn nha các bác nhá. Dòng tụ rất là lớn. Đây. Về thông số kỹ thuật của nó và ruột can đây. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đây là cái nhựa để chắn đây để nó hút gió nó sẽ được mạnh hơn. Đấy. À, rất là đẹp luôn. Đây là một con mạch cần SH. Mã của nó là M205, M205. Đấy, M205. Hình thức form rất là gọn luôn. Công suất thì dòng 16 sò này thì riêng cái dòng mạch cần SH này thì nó cũng rất là khỏe. Đấy, rất là khỏe. Thì hiện tại nè, con này em cũng đang bán với giá là bằng con Avin thôi. Đấy, bằng con Avin thôi. Đấy, 3.200.000 một con.
Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái chế độ đánh của nó nhá. Con này là chế độ đánh của nó rất là nhiều chế độ đánh luôn. Đấy. Đây là mặt đằng sau này. Con này có chế độ đánh Brai này. Đấy, Brai này. Đấy. 3.200.000. Bao cho các bác đánh full 30 gọi là nhấc đít luôn nha. Đánh gọi là cháy loa thôi. Đấy, nguồn xuyến rất là to luôn. Quá là đẹp. Quá là đẹp, mới là một sản phẩm. Vâng, xin chào các bác nhá. Các chào các bác. Nguyễn Đức này. Văn Hiếu này. Vâng. Các bác cho em thêm vài chấm nai ở đây. Em xin giới thiệu các bác một con đẩy gọi là không biết con này mạch con HD. Con này mạch cực đấy, mạch con HD phải. Mạch con HD, con này chạy xò NZ. NZ nha các bác, là chạy xò NZ. Thế nào? Bao nhiêu xò nào? 2 4 6 8. Không biết ở mặt dưới nó có không nhỉ? Thế nhá. Con này nó chạy nè, thực tế là nó chạy chỉ có gọi là 8 xò thôi nha các bác nhá. 8 xò thôi, nhưng mà cái dòng mà mạch máy con HD này thì nó thật với các bác đánh kinh khủng luôn. Tiếng của nó rất là trâu bò. Con này chạy tụ đây nè. Con này chạy bé bé là chạy 8 tụ, tụ 100V nhá các bác nhá. Chạy tụ 100V rất là khủng luôn. Đấy. Các bác nhìn này, tụ 100V. Tụ 100V nhá. Các bác nhìn rõ không? Tụ 100V. Đấy. À, chạy 6 tụ, 6 tụ xin lỗi các bác là chạy 6 tụ. Tụ 100V, dòng tụ bé bé nhưng mà rất là lớn. Đấy, rất là lớn khủng. Riêng dòng này về cái chế độ bù áp của nó cũng rất là nhiều. Đấy. Đây là những cái con xò thúc, xò kích sử dụng mạch con HD. Về hình thức đây các bác này. Hình thức đây. Hình thức đây, mặt đây. Mặt màu đen nha các bác nha. Mặt màu... Úi giời. Sụp cả chân, đấy, mạch màu đen đó. Tên của nó là cái quái gì đây? RBF à, RBX. RBX nha các bác nha. RBX. Mã của nó là 2300. Đó. Quá chất luôn. Con này thì hiện tại là em đang bán với giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000 một con. 3.500.000. Đấy. Ba triệu 500.000. Con này mạch đúng rồi đấy, hình như là bác ca gian này, hình như con này là mạch còn nát hắt thì phải đấy. Em cũng không, nói chung là nói thật là các bác nhiều lúc là nhìn mạch nó cũng tù mù lắm, nên là cũng không rõ được là mạch gì nó ra mạch gì, nên là có cái vấn đề gì mà em nói sai ở cái vấn đề công suất hay như nào thì có gì các bác phải thông cảm đấy em đấy, vì là hàng như nào thì đây em sẽ cũng, em cũng đã quay cho các bác rồi, để các bác nào biết thì các bác sẽ hiểu đấy. Vì là em không bán ví dụ như là hàng kiểu như là tù mù, em không phải là bán kiểu như là hàng ở trong bao đấy, nên là em cứ mở hết cả ruột gan cho các bác để các bác xem. Nếu mà các bác nào cảm thấy hợp lý thì các bác lấy, còn không ấy hợp lý thì cũng rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đấy. Vâng, nói chung là toàn là hàng gọi là, nói thật với các bác là hàng thì đầu đều là sản xuất tại Trung Quốc đấy. Quan trọng là nó hay thôi nha các bác nhé, quan trọng là nó hay thôi đấy. Đấy, nguồn ở đây, nguồn đen nhé. Con này thì em cũng chưa test cái chất âm đấy, chưa test chất âm thì có gì thì để những video sau, hoặc là ví dụ như là bác nào mà cần lấy mặt hàng gì, có nhu cầu gì thì ép cái số Zalo của em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cho các bác xem. Đấy. Con này xem rồi đúng không? Bây giờ đang tháo thêm một cái con
con xuyến đó. Đây xin giới thiệu các bác một con này đó, con pì vây đây. Đấy, pì vây đây, đây pì vây đây, bích bãi mai mới về nhá bác nhá, pì vây đây. Đấy, nguồn xuyến này chạy tụ 100V, chạy 4 tụ, chạy 4 tụ, tụ 100V, 4 kênh không có nhá, bác Tiến Dũng nhá. Con này nó chạy sò Toshiba nhá. Sò Toshiba. Đấy, con này của nó là C5198, sò Toshiba, loại sò nhỏ. Loại sò nhỏ nhá. Đấy. Con này nó lại chạy vỉ này, vỉ màu trắng cơ. Chạy vỉ màu trắng, con này chạy 16 sò. 16 sò, chạy mạch AB nha các bác nhá. Đấy ca kinh không có nhá bác nhá. Chưa về. Đây, về đây thông số đằng sau của nó. Thông số đằng sau đây. Con này thì công suất nó chỉ lên ở tầm độ 500W thôi. 500W thôi, 500W. Đấy. Công suất lên tầm độ 500W. Con này hiện tại em bán với giá là 3 triệu 1 nhá. 3 triệu 1 nhá. 3 triệu 1. Mã của nó là MA 800 MK2, là mã 3 triệu 1 nha các bác nha. 3 triệu 1. Đây, còn một con này nữa. Con này là con 2 kênh. 2 kênh, con này chạy ha. 2 4 6 7 28 sò. Ở đâu? Con này chạy có 24 sò này, sao lại thêm cái sò kia? 2 4 6 7, 28, hai con này chạy 28 sò nhá. Chạy 28 sò. Con này 28 sò. Nguồn xuyến rất là to luôn. Nguồn xuyến rất là to luôn. Nguồn xuyến, tất cả em bán giá là không bao ship nhá, bán giá tại cửa hàng nhá. Đây, mặt phay nhôm này, rất là đẹp luôn. Mã của nó là V6800. Đấy, thương hiệu cái quái gì là tiếng Anh em không rõ. Tiếng Anh audio này. Đấy. Ôi giời, con này nguồn xuyến rất là to luôn. Không biết là chạy tụ bao nhiêu volt đây. Con này chạy tụ 63V. 63V 2468 và 10.000 mi. Đấy. 63V 10.000 mi, chạy sò NG. Chạy sò NG nhá các bác nhá. Chạy sò NG. Đấy. Chạy sò NG. Đây, hình thức bên đằng sau nó đây. Con này em đang bán với giá là 3.700.000 nhá. 3.700.000. 3.700.000. Đấy. Avin, vâng, Avin tí em sẽ tháo cho bác nhá. Bây giờ đang tháo tiếp một con sò sắt. Một con sò sắt 12 sò. Đẩy một kênh ạ, đẩy một kênh. Hôm nay em gửi 4 con ấy, không biết là gửi vào số điện thoại của bác nào đâu cơ. 4 con em gửi rồi. Đấy, có con 4 con đẩy nguồn xung thì hôm nay có con 4 con đẩy đánh súp hôm nay em gửi rồi. Cửa hàng em ở số 89 đường Vòng Văn Mỹ, Quyền, Hải Phòng nhá. Con này chạy 4 quạt cơ. Con này chạy 4 quạt xóa. Rồi xong cái thời gian chờ đợi thì lại cho các bác xem lại cái con nguồn xung. Con nguồn xung. Con nguồn xung thì con này nó chạy cái gì? Con này nó chạy tụ gì mà gớm nhỉ? Con này nó chạy tụ 200V cơ. Kinh nhỉ? 246 chạy tụ 200V nhá các bác nhé. Đấy. Tụ rất khủng luôn. Tụ còn rất đẹp nhá, chưa nổi lõm một cái gì cả. Chạy tụ 200V. Đấy. Đây là chạy 20 sò. Đấy, 20 sò. Đấy. Tất cả là bao đó các bác còn nguyên zin nhá. Đây các bác nhìn nhìn nào.
Và ở bên này một dàn tụ đó, một dàn tụ nó là tụ cái tụ nhỏ nhỏ này để tụ như là nọc điện hay nọc tiếng đấy. Đây là 2 4 6 8 10 12. Bên này là một dàn tụ 12 con tụ chạy 80V. Chạy 80V. Đấy. Nguồn xuyến này. Đây, hình thức máy móc thì em cứ quay sơ bộ cho các bác để các bác nào hiểu về cái dòng máy này thì có gì các bác phân tích của em cái nha. Đấy, vì dòng cái máy nguồn xung này thì em cũng không làm nhiều, nhưng mà em đã làm này nó thật sự các bác là nó phải chất. Đấy, các bác chỉ nhìn những cái con chở này, con tụ này, tụ xanh này. Đấy, tụ chở xanh này, không biết là nó chạy cái xò gì, không biết là xò con này nó nắp ở chỗ nào ấy. Nhìn đây phải nhắc này đi. Ô, cái này nó cũng không nhìn thấy, xóa nó bắt ở dưới cơ các bác ạ. Xóa con này nó bắt ở dưới. Dưới. Nha các bác nhá. Con này xóa bắt ở dưới. Nguồn xung, không biết là chạy mạch có nét H này là có nét gì đây. Đấy. Nhưng mà công suất con này nó rất là khủng luôn. Đấy, trong nó 20 xóa thôi, công suất nó lên đến 800 đến 900W một kênh. Tên toàn tiếng Anh, không biết là cái tên gì. Tên toàn tiếng Anh. Cái dòng nguồn xung này thì thật sự các bác là chạy đấy thì nó rất là tốn ít điện, kể cả điện yếu các bác cũng có thể là vớt nó lên được. Chứ nó không như những cái dòng nguồn xuyến thì nói chung là nó điện yếu là nó lên rất là khó. Đấy, dòng này thì các bác điện yếu các bác có thể là chơi được hết đấy, không giờ sợ kiểu như là sợ bị đuối. Đây đấy, ông ấy này ông tháo cái con Avin này ra cái đấy. Em về được 2 mã nguồn xung. Con này là hiện tại là em đang bán với giá là 4.600.000 đấy, 4.600.000 một con. Còn con 16 sò này, con em đang chạy này. Con em đang chạy thì nó rẻ hơn. Con này em đang bán là giá là 3.900.000 nhá. 3.900.000. Đấy, 3.900.000. Đấy, một con nguồn xung. Đấy, 3.900.000 thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này nó gì? Đúng rồi. 16 sò. Đúng rồi. Con này là 16 sò. Đấy, bù áp biết cũng rất là nhiều luôn. 3.900.000. Đấy. Con này nó là DMC, mà tên nó DMC. DMC. Đấy. Đây thì sau đây thì em lại tiếp tục tháo nốt cho các bác xem một con Avin này, đẩy Avin này. Đây có 2 cặp súp ở ngoài đây thì tí em sẽ tháo luôn cho các bác. Lại về tiếp tục được 2 cặp súp nhá. Bác nào có nhu cầu thì xin lấy nhanh nhá. Có 2 cặp súp rất là đẹp luôn. Đây tí em sẽ quay cho các bác. Và đây một con đẩy nữa, một con đẩy hàng Tuma. Dòng này thương hiệu của Nhật Bổn nha các bác nhá, Nhật Bổn. Đấy, về hình thức của nó làm cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, thương hiệu của Nhật Bổn, Tuma. Đấy, màu tất cả là màu ghi hết. Sơn tích điện. Đấy, các bác nhìn tất cả các chất sơn của nó rất là nì nhá. Riêng cái màu sơn này, tất cả cái tem này của nó thế. Đấy. Tí tháo luôn cho các bác xem cái con này. Con này đánh rất là khỏe luôn. Đây, và quay cho các bác một con nguồn xuyến xò sắt đây. Xò sắt thương hiệu cái gì? STV đi audio. STV Dio. Đấy. Đây có gọi là Start Video. Đấy. Thật đây con này thì nó chạy là xò. Chạy con này chạy có 12 xò thôi. Chạy có 12 xò thôi. Chạy có 12 xò thôi nha các bác nhá.
Con 3,9 triệu là công suất này là 600W nha các bác nha. 600W. Đây. Con này thì có chạy có 12 sò sắt. 12 sò sắt. Không. 12 sò sắt và đấy, 12 sò sắt. Vỉ mạch rất là đẹp luôn, còn sáng quắc luôn. 230 người xem rồi các bác, động viên em có 29 nai kia thôi à. Các bác động viên mạnh nai cho em cái thế nào. Đây con này rất là đẹp luôn. Đó. Con này bác nào lấy thì em sẽ để giá rất là tình cảm. Đấy, riêng cái con giò sắt này để cho các bác là giá là 3.700.000, 3.700.000 nha các bác nha. 3.700.000 một con sò sắt. Đấy. Bác nào có thích chơi cái con sò sắt này thì chơi này. Mặt mũi hình thức đẹp luôn nha. Mặt mũi hình thức đẹp luôn. Đấy. Mã của nó là S1.3. 3.700.000. Đây. Một con sò sắt rất là đẹp luôn. Đây, thông số đằng sau đây. Con này sản xuất ra công nghệ của USA nhá các bác nhá. Sản xuất ra công nghệ USA. Đấy. Một con sò sắt đây. Đấy các bác thích nào thích chơi cái dòng sò sắt thì chơi này. Đấy. Con này chạy mấy tụ? 2 4 6 8 tụ, không biết tụ bao nhiêu, nó tụ ngược này. Đây nhá. Tháo nốt là con tôi con Tuma cái này, con Nhật bổ đấy nhỉ. Đây. Con hàng thương hiệu đây. Avin này. Đây nhá. Em cho xem các bác xem cái hàng thương hiệu Avin này. Đấy. 3.1 triệu một con thôi, 3.1 triệu một con hàng thương hiệu Avin này. Đây bác nào mà thích hàng thương hiệu này đây. Thương hiệu Avin đấy nhá. Mã của nó là A600. Đấy, A600. Con này nó chạy tụ bao nhiêu vôn này? Con này chạy tụ 100V nhá. Tụ 100V này. Đấy. Tụ 100V. Đấy, tụ 100V luôn. Tụ 100V chạy 4 tụ. Chạy 4 tụ. Con này đó các bác nhìn cái nguồn đồng của nó xem. Đồng vàng chóe luôn. Đấy, đồng vàng chóe luôn. Đây là cái thông số của cái đồng luôn. Đấy. Đồng vàng chóe. Đây. À, ruột gan đây. Ruột gan này, thì các bác này, con này nó chạy bao nhiêu sò nhỉ? 2 4 6 8 16 sò. 16 sò. Không biết là cái sò gì nhưng mà khó nhìn quá nhỉ. Con này không biết nó chạy cái sò gì nhưng mà nó bịt vào này khó nhìn quá, chắc là dòng sò to này, chắc là sò Toshiba phải. Đấy, sò Toshiba phải. Đây các bác nhìn cái tản nhiệt nhôm của nó đây. Tản nhiệt nhôm của nó này rất là chất luôn, bóng nừ. Đấy, bóng nừ luôn. Đấy, đây là cái vế ở bên này. Để cho các bác xem cái vế bên này cho nó rõ hơn, các bác nhìn thấy gì không? Con sò sắt kia nó rơi vào tầm độ 500W. 500W. Nha các bác nha. 500, 500 đến 600W này đây. Đây. Đây nhá. Rất là đẹp luôn. Nói chung là về cái hàng thương hiệu thì các bác cũng không quan tâm gì về sò lắm, cần gì nhiều sò, quan trọng là cái công suất của nó ra thôi. Đấy. Em cũng không rõ là cái con sò sắt, tí em sẽ quay lại cho bác Huy Nguyễn xem nhá. Xem là bác thì nhìn xem nào nó có than không, em cũng không để ý đâu. Để tí em sẽ quay lại cho các bác xem. Bây giờ em xin giới thiệu nốt cho các bác là cái con Avin này trước này. Đây. Tem Avin này do nhà sản xuất là chính hãng này. Mà của nó là A600. Đấy. Avin Made in China. Đấy. Đấy. Con này đường vào và đường vào của nó bằng lỗ AV này, mới này bằng Canon và đường ra đường nai của nó. Cái gì? Đúng rồi. Đường nai ra vào 6 ly này, 6 ly này.
quái thì khó nhìn quá nhỉ. Hình như cái này là đường, cái đường này là đường Nai ra hay sao ấy. Đấy, còn đường vào nó đây. Đường vào của nó này, hình như đường vào của nó có hai đường phải. Đấy. Đây, và các bác chỉ nhìn cái cánh quạt con này. Đấy, cánh quạt đây có cái hình chữ kiểu chim đại bàng thế này. Đấy. Hàng chính hãng nhá. Hàng chính vạ hãng. Do hãng Avin. Dòng này thì cái dòng đẩy này thì nó cũng rất là gọn nha các bác nhá. Rất là gọn, chiều sâu của nó. Chiều ngang của nó thì form nào cũng giống nhau, nhưng mà chiều sâu của cái con này thì nó chỉ có là bao nhiêu? 37 thôi, chiều sâu này có 37 cm nhá, 37 thôi. Đấy, 37 cm. Đấy, rất là gọn luôn. Hiện tại là dòng này em mang về mới lại có bao nhiêu? Có 7 con. 7 con thôi, hiện tại đang có 7 con, 7 con Avin. Đấy. 7 con rất là đẹp. 7 con này thì em đang bán giá là công khai cho các bác là giá là 3,1 triệu một con. Đấy, đẩy Avin. Rồi cái con sò sắt đây em sẽ quay cho bác xem là nó có sò than không. Thì đây, để em thử nhìn xem là có sò than không. Em cũng dòng sò sắt thì em cũng không chuyên nó lắm. Con này có sò than nhá. Các bác nhá, con sò sắt này có sò than nhá. Có sò than. Đấy. Sò than nó ở bên dưới phải. Hình như là nó có sò than đấy, em cũng không biết nè. Là nó bao nhiêu sò than cơ. Đấy. Có sò than nhá. Có sò than, 12 sò sắt là không biết là mấy sò than ấy, em cũng không dành về cái dòng sò sắt này lắm. Đấy. Tối qua nên thì em không soi được rõ. Thấy là ở bên dưới nó có cái này, nó có cả sò than ấy. Đấy. Rồi. Con này sò sắt hiện tại em đang bán là giá là 3,7 triệu nhá. 3,7 triệu. 3,7 triệu một con. Đấy. Bác nào lấy thì báo nhắn tin địa chỉ em gửi cho nhá. Đây còn cái con Tuma này, hàng thương hiệu của Nhật cổ đấy nữa. Đây, đang tháo này, không biết bên trong nó như nào. Súp đang ở ngoài kia. Đây, hàng thương hiệu Nhật bổn này. Đấy, đúng là hàng của Nhật nó khác, thông minh nguồn nó to chưa? Đấy, nguồn này to vật vã luôn. Tuma này, đây. Nguồn của nó này, đây. Ghi rõ là Tuma, đúng là hàng hiệu, hàng chính hãng nhá. Con này nó chạy ui, con này khỏe lắm. Con này nó chạy kiểu dòng sò thúc phải. Đây này. Đây, con này thì nó rất là trâu bò luôn. Nó cái sò gì nó chạy cái dòng sò bé tí tí này. Đây này. Mà nó chạy nhiều loại sò luôn nha các bác nhá. Nhiều loại sò luôn. Đấy, các bác nhìn rõ không? Nhiều loại sò luôn. Linh kiện quá chất luôn. Đấy. Quá chất. Con Avin thì nó rơi vào tầm 600W, 500 đến 600W nha. Một kênh. Đấy. Đây, quá chất luôn. Một con Tuma này. Tuma này. Tuma này. Đây nha các bác nhá. Đây, Tuma này. Đấy. Về cái thiết kế của nó cũng rất là chất luôn. Đây các bác chỉ cần nhìn này. Chiếc áp nó cực kỳ là dậy nhá. Nhạy chiếc áp bi nhá. Vặn lên nó cứ tành tạch nhá. Đây là công tắc nguồn nó rất nhạy luôn. Đấy, mặt phanh nhôm này. Có sơn tích điện này. Đấy. Nguồn to này, chạy tụ bao nhiêu vôn? Con này tụ của nó có 50 vôn thôi. Chạy tụ có 50 vôn thôi, cho là 2 2 4 6 8. 8 tụ, tụ có 50 vôn thôi nhá. Các bác nhá, nhưng mà nó chạy nguồn rất là to. Nguồn rất là to luôn. Nguồn rất là to. Đấy. Nguồn rất là to mà không biết là chạy bao nhiêu sò nữa. Hay chẳng lẽ là đếm chở xem nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 thì chẳng lẽ chạy 32 sò. Thấy nó từ bên trong nó nhiều sò lắm các bác nhá. Rất là nhiều loại sò. Đấy, sò to có, sò bé có nhá. Toàn cái loại sò gì mà ti ti, nhưng mà tối quá em cũng không nhìn rõ nó là cái sò gì cơ. Cái sò gì nó bé lắm các bác ạ, khó nhìn lắm. Em test thử cái chất âm của con này xem nó có hay không. Nói thật là hôm nay em chỉ gọi là mở ra để quay về bên trong hình thức
ruột gan ở bên ngoài cho các bác xem thôi. Đến mai thì rỗi em mới bỏ lại, em mới test được từng con một để cho để cảm nhận được cái chất âm của nó xem có hay hay là không. Đấy. Riêng con này thì hiện tại là em đang bán với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000. Đấy, một con hàng hãng thương hiệu Tuma. Hàng thương hiệu của Nhật Bổn. Đấy. Hàng thương hiệu của Nhật Bổn đây. Đây là cái thông số kỹ thuật ở mặt đằng sau đó. Con này chạy điện 220. Đấy. Con này đánh thì nên là 1700W này. Hình như đánh ở chế độ 4 ohm, 4 ohm phải. 1700W thì con này đánh ở chế độ 8 ohm nó rơi vào tầm độ 800W. 800W. Đến từ 700 lên 800W một kênh. Đấy là bao cho các bác đánh thoải mái luôn. Đây. Margin thì cả cái quạt nó luôn, Margin Zeiban nha các bác nhá. Đấy, Margin Zeiban, hàng đúng chất Nhật Bổn luôn nha các bác nhá. Đấy, hàng đúng chất Nhật Bổn luôn. Các bác chỉ cần nhìn cái mạch này của nó đã nhìn cho nó khác này. Đây. Để cái mạch đây. Mạch của nó bố trí đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, cái con nguồn sung ở nguồn sung đây, em sẽ cho các bác xem cái mặt sau của cái con nguồn sung đây. Hình như là còn một con kia vẫn chưa tháo phải. À. Còn cái con mặt đen ở trên dưới cái con nguồn sung ấy. Con ấy vẫn tháo à, con chưa tháo, ông tháo luôn đấy. Đây, thông số đằng sau đây nha các bác nhé. Mặt sau đây. Con này thông số của nó, con này ui, đánh chế độ 4 ohm của nó lên đến 4300W cơ. 4300W cơ nha các bác nha. Rất khủng luôn. Đấy. Chế độ đánh của nó là sau này. Rồi. Con 3.9 đánh thoải mái luôn nhá bác nhá. Đánh thoải mái luôn, đánh thoải mái hai cặp full luôn nha các bác nhá. Đánh thoải mái luôn. Ôi giời. Hơn 200 bác xem này mà các bác động viên cho em ít like thế. Động viên nó nhiều like lên tí. Đấy, các bác thấy em nhiệt tình không? Rất nhiệt tình luôn. Tháo thiếc cho các bác luôn. Con này thì ở chế độ đánh 8 ohm 4 ohm của nó là 2200W cơ. Con này công suất nó thấp hơn. Đấy. Công suất nó thấp hơn vì nó chạy có 16 sò thôi. Và tụ của nó chạy ít tụ hơn. Đấy. Chạy ít tụ hơn. Đấy. Đánh ở chế độ 8 ohm thì con này nó cũng rơi vào tầm độ 6 đến 700W. Đấy, 6 đến 700W. Một kênh. Đấy. Đây, bác có chơi cái con Avin được không? Hàng thương hiệu đây. Avin. Đây, em đang quay đây. 16 sò. 16 sò, chạy sò Toshiba. Chất âm con này đánh cũng rất là hay luôn. Vì con này hôm nay em về lại em test rồi. Đấy. Con này hiện tại em đang bán với giá 3.1. 3.1 tại cửa hàng. Đấy, hàng thương hiệu Avin, hàng chính hãng luôn nhá. Mã của nó là A6000, đấy hàng chính hãng luôn. Đấy, chiếc đép nó rất là to luôn. Đấy, các bác nào lấy được cái món gì thì báo với em. Đây em sẽ tháo nốt cho các bác một cái con mạch CDH đây. Con này nó là Mantec. Đấy, Mantec. Mã của nó là MA350. Đấy. Đây em sẽ tháo nốt cho các bác xem cái con này. Con Mantec nhá. Đây còn hiện tại thì cũng có mấy con em đang tháo rồi. Đây còn cái con này vẫn chưa tháo này. Con này tí em tháo luôn cho các bác này. Hôm nay xem có cái loại mặt hàng gì để tháo hết cho các bác, để các bác xem cho nó sướng mắt. Đấy, bác nào hợp với con nào thì báo mấy em. Đấy. Vâng, chào bác Bùi Giang nhá. Con Avin đánh thoải mái luôn nhá bác nhá. Đánh hai đôi bát 2 năm luôn nhá. Riêng cái dòng mà hàng chính hãng thì nó đánh rất là khỏe. Con này nó chạy tụ
100V, chạy tụ 100V. Đấy, hàng Avin ấy. Đẩy đánh súp đang hết rồi nha bác nhá, đẩy đánh súp đang hết. Thì tí đây, tí em sẽ quay cho các bác là cái về được hai cặp súp đây. Lại còn súp này vừa ấy về dựng này còn dựng ngược cái này. Dựng này đít nộn lên trời cái này nữa. Đấy, đầu cắm trên đất. Đấy. Con này nó là cái tên quái gì này. Toàn tiếng Anh, tên tiếng Anh này có cái hình nhạc nhạc nên em cũng không hiểu lắm. Đấy, tí em sẽ tháo về được hai cặp rất là đẹp luôn. Đấy. Hình thức mượt mà. Đây. Đẹp từng góc cạnh một. Đấy. Còn chữ này chữ ngược ấy. Con này của nó là 600W nha các bác nha. Pô đen của nó là S18 600W. Đấy. Made in China. Đấy. Tí sẽ tháo ra để xem bên trong ruột gan của nó xem nó có chất không. Là quan trọng nhất là đánh tiếng nó có hay không nữa. Rồi tí nữa thì các bác mới cảm nhận được. Ô. Ông thần kia ông ấy chạy đâu rồi? Đi hết tiền. Đây, xin giới thiệu các bác là hôm nay đại em lại tiếp tục cập bến thêm được hơn chục con vang D9000 nữa. Đấy. Dòng vang này nó rất là hot và bán thật sự là nhiều người dùng, những cái dòng vang này cũng rất là ok. Bác nào cũng cũng thấy là rất là hợp lý về cái giá tiền cũng như là về cái chất âm thì cũng rất là hay. Đấy. Con Tuma thì có gì phải để mai em mới test được về cái ruột gan đây. Ruột gan thì em đã quay cho các bác rồi. Đấy, riêng cái con Tuma hàng thương hiệu Nhật Bổn đây. Thì có gì để bác nào thiện chí cái lấy con nào mai báo em thì em đã báo chi tiết cho các bác. Hai con này thì nó cũng giống nhau nha các bác nhá. Nó cũng không có gì khác nhau cả. Đấy. Không có gì khác nhau, mạch cần SH. Mạch cần SH. Con này đang có 4 con, nó chỉ khác mỗi cái tên thôi. Nó khác mỗi cái tên thôi nhá. Con này là Mantec. Đấy. Mã của nó là MA350. Đấy. Đấy, con này cũng rất là đẹp luôn. Con này nó bé bé nhưng mà nó chạy tụ là 100V đấy nhá. Tụ 100V, chạy 6 tụ 100V. 100V. Đấy. Đấy, mạch còn rất là đẹp luôn. Chạy sò LG, chạy sò LG. Mạch còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Rồi. Tất cả các giá thì em đã báo với lại các bác rồi. Đấy. Các bác nào thiện chí lấy được con nào thì báo em và nhắn tin cho em. Thì có gì để phải đấy, không biết là bác nào gọi điện ấy nữa cơ. Alo. Alo. Vâng, em nghe đây. Vâng. Anh thấy đẩy của em đẩy bãi đẩy thế nào đấy anh vừa vào không hiểu được. À thế à? Đẩy bãi quan trọng là bác lấy cái loa gì thì để em tư vấn cho bác cho nó dễ. Anh lấy cái tầm đánh được khoảng căn được một khoảng 2 cặp 30 hoặc 1 cặp 40. Tầm đấy. À thế à? Rồi ok bác, có gì để tí nữa em cho em làm việc xong ở trên này rồi em sẽ tư vấn cho bác sau nhá. Bác nhá. Rồi anh đang xem kênh của chú đây. Rồi ok bác nhá. Vâng. Có loa không chú? Loa full em cũng có còn được có tầm độ 5-6 đôi chứ không có nhiều đâu. Có CAS có DK. CAS đang có 2 đôi nhưng mà sáng mai mới về cơ. À sáng mai nhưng mà hàng bãi. Hàng bãi xịn luôn nhá. Dòng đấy thì thật sự các bác nhìn bác chỉ gọi là nhìn là bác kết luôn thôi nhá. Full 30 à 25 em. Full 30 ạ. Rồi, có gì cái cặp CAS đấy có gì alo cho anh luôn nhá. Vâng, ok bác nhá. Bác cứ ép cái số rồi. Điện thoại này của em ép Zalo ấy, em tí em sẽ gửi hình ảnh cho bác nhá. Rồi Zalo bây giờ anh áp Zalo của anh à. Vâng. Vâng, ok bác nha. Vâng. À, đẩy Pumu sau 4 kênh gì ạ?
4 kênh ạ. 4 kênh em đang hết hàng nhá bác nhá. 4 kênh đang bị nhỡ hàng. Đây còn ít nô đẩy đây này. Nô đẩy vẫn còn sót ở cái mấy cái nô trước. Thì đây xin lại giới thiệu các bác một con đẩy mạch LA 400. Tên thương hiệu CAS. Mã của nó là K260. Lại giới thiệu còn mấy các bác lại. Con này hiện tại là hôm nay thì nó là cũng là cái nô dính ở cái đợt sau thì em sẽ xả luôn hàng cho các bác trong ngày hôm nay. Cái nô này thì hiện tại là lần trước em bán là 3,5 triệu. Thì riêng ngày hôm nay thì em lại xả cho các bác chỉ còn 3,4 triệu thôi. 3,4 triệu một con máy CAS. Đấy, LA 400. Đấy, hàng thương hiệu CAS. Còn con HM này, HM là đây, 24 sò đây. 24 sò. Thì hôm nay em cũng xả luôn cho các bác này. Giá chỉ còn là 3,5 triệu thôi. 3,5 triệu. Đấy, bằng luôn cái con CAF. Hiện tại chỉ còn có 2 con thôi nhá. Hiện tại còn có 2 con thôi. Và con Martin đây. Martin công mã của nó CS 2.8, công suất là 2 nhân 750W. Có đấy 750W một kênh. Là lần trước là em bán là 3,600,000 thì hôm nay sẽ xuống cho các bác chỉ còn 3,500,000 thôi. Đấy. 3,500,000. Nói chung là những cái mặt hàng mà còn đọng lại thì em sẽ xả cho các bác gọi là kịch liệt luôn. Đấy. Con GBS này, GBS là 6 này. Thì hôm nay em cũng chỉ cho các bác là chỉ còn giá là 3,300,000 thôi. 3,300,000. Đấy. Còn BD này, BD này, BD này 3,5 triệu này. BD 3,5 triệu này. Đấy. Mã của nó là Q550. 3,5 triệu. Đây con giò sắt đây ạ. Vâng, con này thì thật sự là em cũng không biết là nó chạy mấy sò than cơ. Đấy nên là nó thấy là có 12 sò sắt đây. Và thấy hai à đúng rồi. 12 sò sắt. Khả năng là nó chạy 6 sò than thì phải, đúng rồi. Đấy. Vì em thấy ở bên dưới nó có mấy cái sò than ở mãi bên dưới góc dưới cùng ở đáy đấy cơ. Đấy. Ba kênh không còn nhá các bác nhá. Con này chạy 8 tụ này. Đấy. Bác nào có chốt được con sò sắt này thì để cho các bác này. Giá rất là hợp lý luôn, 3,700,000. Đấy. Cặp loa trắng ạ, cặp loa trắng này bát 25 nhá bác nhá. Cặp loa trắng bát 25 nhá. Cặp loa trắng bát 25 với giá trong ngày hôm nay chỉ còn có 5 triệu thôi, 5 triệu một cặp thôi, xuống hẳn 200,000 cho các bác. Đấy, 5 triệu một cặp. Đấy. Đấy, xuống giá kịch sàn cho các bác luôn, 5 triệu một cặp. Còn con VNX Audio này sẽ để cho các bác là giá là 7,300,000. 7,300,000 nha các bác nha. Con vang này là đang giá là 2,5 triệu nhá, 2,5 triệu nhá các bác nhá, 2,5 triệu. Con vang D9000 này và con này nó là D900 và D9000 nó đều như nhau hết nhá các bác nhá. Hiện tại là đang có một chỗ đang bán gọi là mới bán đang cách đây gọi là 2-3 tuần thôi là bán là 2,600,000. Đấy các bác cứ nên tham khảo đi nhá. Nhưng mà nói thật các bác là riêng giá của em đã đưa ra thì chưa cái chỗ nào rẻ hơn rồi. Đấy. Con này có cái chế độ revert B này. Nói chung là mấy cái này em chưa khám phá được ra mấy nên là về cái chất âm thì cũng rất là hay rồi. Đấy thấy là ghi là revert B này, không biết là nó như thế nào cơ. Em cũng chưa khám phá được ra hết cái con D9000 là vì là nó nhiều chức năng quá nên là em cũng chưa mò mẫm được mấy. Con sò sắt là hãng đây ạ, các bác thích hãng ạ, hãng cái gì quái này này. Con này nói chung là hãng này cũng rất là có thương hiệu ở trên thị trường luôn. Đấy. Đấy, một hãng này cũng rất là nổi tiếng luôn. Đấy. Rồi đây, sau đây thì em sẽ về cái phần đẩy hôm nay em đã tháo hết cho các bác rồi. Đấy, từng cái loại mặt hàng, từng cái sản phẩm ở bên em rồi và đã công bố giá cho các bác rồi. Đấy thì sau đây thì em sẽ tháo cho bác xem một cái quả súp này để các bác
tiện thì đây tháo luôn cho các bác. Có các bác nào chốt thì báo em luôn. Đây thì em sẽ tiện em tháo luôn cái quả súp này cho các bác. Cái hàng cái thương hiệu cái gì đây không biết tiếng Anh ông này có đọc được không. Đây chờ em tí nhá. Để em mà để điện thoại đây để em khênh nữa. Đây cái hàng thương hiệu cái quái này đi ông có đọc vào cái chữ này không? Nói chung là hình như là nó là cái thương hiệu của cái nhạc này vậy. Joy Sơn à? Hả? Joy Sơn. Ui giời em thì cái môn Anh ngữ này nó ngu lắm thật đấy, không dịch được mấy cái từ tiếng Anh này. Hả? Móc e căng ở trong đấy đấy. Móc hay đấy. Móc e căng. Móc e căng. Kia. Rồi. À, hơn 200 người xem này mà các bác không chịu mỗi bác thả cho em một cái vài chấm like cho nào. Động viên em tí nào. Đấy, tối đêm khuya phục vụ các bác nhiệt tình như thế này. Ui con này họng rốn sâu dã man luôn. Đây, các bác nhìn này, họng rốn của nó con này cực sâu luôn. Đấy. Họng rốn cực sâu luôn. Vâng, đúng rồi, bác Tuấn Thần ạ, nói thật với các bác là đọc những cái tên mà tiếng Anh với lại tiếng Trung nó đau mồm lắm. Khó đọc lắm. Sao nó không ghi luôn cái tiếng Việt Nam cho nó dễ đọc này. Ghi tiếng Anh xong ở bên cạnh nó ghi tiếng Việt Nam luôn có phải dễ không? Đấy, đêm điếc là phục vụ các bác rất nhiệt tình luôn. Đấy mà các bác không ủng hộ mặt nai này cho em thì em cũng rất là buồn. Đấy các bác nhìn này, đấy đêm tối này. Đấy, biển bên em này sáng rực chưa? Đấy. Đây nhá. Đấy. 89 đường vòng Phạm Vĩ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy. Số 2 số điện thoại của em. Đấy, đêm khuya vẫn phục vụ các bác này. Ngõ mộ à, nòng cọc này. Hàng xóm bây giờ người ta ngủ ngon lắm rồi. Ở đây em vẫn phải phục vụ các bác này mà các bác không động viên nai cho em thì khổ lắm. Vâng, đúng rồi đấy. Bác Trần Văn ạ. Nói chung là cứ phải ghi luôn cái chữ COVID-19 ấy, như kiểu như dịch Sô-cô-na đấy. Ui giời, quá chất luôn. Đây nha các bác nha. Ui giời, từ bệnh con này nó dùng cái loại bát của RCF nha các bác nha. Đấy, thùng của nó rất chắc chắn luôn. Bát RCF, ui giời, quá đẹp luôn nha. Bát RCF. Đấy. Con này từ 22 nhá các bác nhá, từ 22. Côn 100, con này rốn rất sâu luôn. Đấy. À, sử dụng bát RCF này. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Bát RCF này các bác chẳng xa lạ rồi. Đấy, dòng bát RCF là tiếng đánh nó uẩn nặng dã man. Ui giời. Đây nhá, vào đây cho các bác xem cái keo nhá. Cái lớp keo xịn nó này. Các bác nhìn rõ không? Đây này. Lớp keo xịn này. Đấy. Sáng bóng luôn. Thế là khó tối quá nhỉ. Đây. Ông cho cái điện này cho các bác nhìn cái keo này. Đây. Nhìn cái keo như này nó mới sướng này. Các bác nhìn rõ keo chưa? Đấy. Keo sáng bóng luôn. Đấy. Keo xịn nhá. Bóng nừ. Nhẵn thín. Đấy. Kẻ gọi là đường chỉ gọi là nét căng. Đây. Số này mã 1634 xong còn cái mã gì không? Đây. Con này nó sản xuất từ bao nhiêu nhỉ? Con này màng thủy tinh này. Con này màng thủy tinh này. Đấy. Đấy, các bác nhìn cái màng thủy tinh chưa? Khi nó nhìn vào cái màng này nó ống ánh này. Ống ánh nha. Con này không biết là sản xuất từ năm nào đấy, khó nhìn được thế à. Nhỉ? Được số email cái số cái gì nó nắm con này nó ghi cái số đấy thì mình còn dịch cho ra năm đấy cái màng này nó như kiểu màng sợi thủy tinh ấy nhá. Đấy keo xịn hồng keo ấy keo hồng nhá đây
Cái keo này là keo nguyên bản của nó này, keo hồng. Đấy, quá chất luôn. Ui giời, nặng dã man. Đây, nhẹ nhàng không thì xước hết lại xấu. Đây, gần sóng rồi nhá. Dốn con này cực sâu luôn. Con này thật sự các bác đánh tiếng thì em bao hay luôn nhá. Không hay không lấy tiền. Đây. Cái lớp keo xịn của nó các bác nhìn này, nó rất là bóng. Rất là bóng keo. Đấy, và đường chỉ của nó rất là sắc nét. Đấy, nó không bị nem nhem. Đấy. Cực kỳ là sắc luôn. Con này nó côn 100. Côn 100. Côn 100. Đấy. Ui giời. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Chất không? Đây này nó có một cái lớp màng lưới nhá, bảo vệ cho nó đỡ bụi bẩn nó vào côn. Đấy. Côn con này dòng côn hở nhá, cho là mấy lỗ thông hơi. 2 4 6 lỗ thông hơi nhá, 6 lỗ thông hơi to đại luôn. Con này thì các bác ấy đánh thì không bao giờ sợ kiểu như là bị cháy côn, ví dụ các bác sử dụng hoạt động lâu không giờ sợ bị cháy côn. Đấy. Bát thứ hai. Côn 100. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, đẹp như này mà các bác có cho em có 100 nai nữa kia rồi. Các bác động viên thêm em một tí nữa đi. Đấy. Rất là chất luôn. Thùng vách đây, em sẽ quay cho bác thùng đây. Thùng vách đây. Đây. Thùng vách này, thùng vách cũng rất là đẹp, chắc chắn luôn. Đẹp và chắc chắn. Đấy, tuột hết cả những cái lưới ấy ra này. Cả mấy cái keo dính ở rìa tí phải này. Tí phải ấn vào thôi. Đây. Thùng vách đây. Đấy, bông tiêu âm ở đây, bông tiêu âm dày cộp luôn. Đấy, dày cộp luôn. Đấy, bông tiêu âm. Quá là đẹp luôn. Dòng này dòng súp này thì hiện tại là về là em đang bán với giá là 9 triệu một cặp. 9 triệu một cặp. Đấy, 9 triệu một cặp súp. Cái gì? Rót nó cái gì? Rót sơn đấy, khổ lắm tiếng Anh khó dịch thật. Rót sơn đấy, 9 triệu một cặp. 9 triệu một cặp nhé các bác nhé. Vâng. Thì hiện tại thì em cứ đang giới thiệu với các bác về cái mặt hàng súp và để giới thiệu để cho các bác nào mà đang xem thì em đã giới thiệu cho các bác. Còn thì thật sự tí nữa thì có gì bác nào hỏi thì tí xong thì em trình bày cho các bác về cái hình thức cái quả súp này và bên trong rồi can rồi thì em đã nói xong thì em sẽ trả lời cho các bác từng những câu hỏi mà các bác hỏi. Bây giờ thì hiện tại là em đã quay xong rồi đúng không? Thì bây giờ có các bác nào lấy cái gì hay như thế nào thì các bác cứ hỏi đi. Rồi em sẽ ngồi em uống chén nước chè rồi có gì lại đàm thạo với lại các bác. Có các bác nào ăn quýt không? Làm quả quýt ăn cho nó đấy. Làm quả quýt ăn cho nó đã khô mồm nữa. Ôi giời. Ăn quýt cũng phải bóc bằng mồm đấy nữa. Bốn kênh em không còn nhá bác nhá. Dạ, thật sự các bác là vừa giờ là em nhấc cái quả súp thì nó rất là nặng. Nên là này hơi bị mất nhiều sức một chút nên là có cái vấn đề về cái hô hấp một tí nên là thở nó hơi bị gấp một chút nên là các bác phải thông cảm với em tí nên là các bác hỏi em cái gì từ từ để em còn trả lời. Đấy, các bác mà cứ hỏi gấp con này em cũng thở gấp đấy. Súp bát 50 nha các bác nha, súp bát 50. Súp bát 50 X5 thì hiện tại là cái con này nè, nói thật là hôm nay em cũng đang định đóng cho một bác ở trong Đồng Nai đây, mới là một con đẩy CAF. Nhưng mà nói thật với các bác là nó bị lỗi. Nên là khi mở lên ấy nó có tiếng lộp độp ở trong loa nên là em không gửi được. Và gọi điện cho bác ấy không nghe máy thì có gì để tí nữa. Xong hoặc là mai nếu mà bác ấy đang theo dõi theo trực tiếp kênh của em thì có gì để tầm sáng mai có gì bác cái gọi lại cho em thì em sẽ bảo nếu mà bác cái chuyển sang cái con D9000 thì tốt. Vì cái con X5 là lỗi này là em không gửi. Đấy này em có nói thật đấy bác.
khi em gửi hàng cho các bác này em phải test rất là kỹ càng. Hàng lỗi đầm là gửi đến là mất thời gian lắm, các bác không làm được, không các bác không dùng được thì các bác lại phải gửi về giá em thôi, mất thời gian, mất công, mất việc thôi. Nên là em không làm. Đấy, nên là gửi ra hàng cho các bác là phải gửi hàng chuẩn chỉ. Vâng, số ở bên em này cao cấp thì bây giờ chỉ còn có mỗi một cái loại này thôi. Đây 9.000 thôi. Dòng này em về hơn 40 con này. Nhưng mà bán đến bây giờ chỉ còn có khoảng chục con thôi. Về chất âm thì quá là hay luôn. Chưa mà bác nào gọi là phản làm cái gì cả. Alo. Dạ dạ. À, tên tiếng Anh thì cái gì? Joy cái gì? Joy Sơn. Đấy. Vâng. 50-50 ạ. Xúc hơi, xúc mặt nha bác nhá. Giá? 4,5 triệu ấy, một quả. Công suất là 600W nha bác nhé. Vâng. Cục đẩy một kênh hôm qua, hôm xưa đấy, em quay thì bác không lấy. Có gì hai hôm nữa thì sẽ về được một ít nữa đấy. Một kênh đấy. Thì bác đánh hai cặp cái thoải mái luôn. Đúng rồi. Hai kênh thì phải để tìm con công suất cho lớn lớn một tí. Nó chơi là tầm độ 900W để bắt đánh được. Vâng. Dạ. Một kênh là 3,5 triệu. Công suất là 1.800W. Các vâng, các bác đánh cứ 3 quả luôn. Rồi, rồi giá dạ. Không bớt đâu nha bác nhá. Em bán nói thật với các bác là bác cứ yên tâm luôn. Nếu mà để cái loa đấy ạ, loa đấy là Trung Quốc sản xuất, hàng bãi nha. Con đấy cái tên của nó cái gì, cái dốc sơn chiếc quái đi thì em con roi sao chiếc thì em con đọc được tiếng Anh đâu, khổ. Mà nó có cái hình kiểu nhạc đấy, hình nhạc đấy, hình nốt nhạc đấy, khổ. Đánh con này em nói thật đấy bác, nếu mà để mà xem về riêng cái quả bác của nó thì thật sự các bác, cái bác RCF này thì đánh nó rất là hay rồi đấy em ta. Đúng rồi, đúng thế này thì để mai để em phải test thử cơ, có gì mai em bỏ em đánh đêm này. Vâng. Vâng, vâng, ok bác nhé. Vâng. Mai đi, có gì để mai ban ngày em mới mở được, chứ tối thì không mở được nha bác. Bác nhá. Rồi, ok bác nhá. Vâng. Rồi. Em xin lỗi các bác một chút nha, vì là bác ấy gọi em mấy cuộc từ tối đến giờ nên là thôi có gì lại làm phiền các bác để làm sao nhấc cuộc điện thoại lên để nghe. Có những bác thì thật sự mấy này là cũng không hài lòng với lại cái cách bán nói chuyện hoặc cái cách bán hàng của em, nhưng mà thật sự các bác nhiều lúc gọi nhiều quá thì thôi mình cũng phải bắt buộc phải nghe, chẳng nghe gì mình lại tắt đi. Cũng như là cái bác vừa giờ đang theo dõi kênh của em đây thì đúng không, thì các bác hỏi cái gì các bác cái nhắn tin thì em chưa trả lời được, vì em còn phải mãi để quay và cho các bác xem những cái mặt hàng ở bên em nên là không có thời gian để làm sao nhắn tin lại cho các bác. Còn bác nào cứ thiện chí lấy những cái gì thì nhắn tin vào số điện thoại của em là nói rõ là lấy một quả súp tương đây tiền và lấy một con đẩy tương đây tiền. Đấy thì là em sẽ biết và em sẽ để mai cái gì để em sẽ tự động em gọi lại cho các
để báo cho các bác. Chứ còn đây mặt hàng thì em đã quay rồi, thì mỗi là cái chất âm thôi. Thì các bác nào mà cần về những cái chất âm và hình ảnh gọi là chân thật sống động nhất thì mai em sẽ nhắn tin cho em, thì em sẽ chủ động em sẽ gửi những hình ảnh và những video test cho các bác để các bác biết được về cái món đồ đấy, để cho các bác biết. Năm triệu thì thật sự các bác thì có nhiều loại để các bác lựa chọn đấy. Năm triệu thì nhiều lắm nha các bác nhé. Bác nào mà đấy đẩy tầm 5 triệu thì nhắn tin ép cái số Zalo của em sẽ gửi trực tiếp cho bác những cái con đẩy nào, giá tầm tiền nào thì để có gì để em báo cho nhé. Loa bát 40 chép RCF Itani xịn chơi. Ui giời, quả đấy chơi quá hay gì nữa. Nói chung là những cái đồ xịn, đồ bãi chất thì bao giờ chơi cũng hay rồi. Con đẩy 4 kênh bãi không còn nhá bác nhá. Đấy, đẩy mà rẻ nhất đây, tỉa đẩy nhất đây. 2,7 triệu đây, 2,7 triệu đây. Đẩy nguồn xung đây. Tên của nó là cái gì, Pamo cái gì đấy, Sundo gì đấy, không khó đọc lắm, chỉ mỗi đọc mã MA1200S thôi. Đấy. Con này công suất là 500W này, bao cho các bác đánh full 30 thoải mái luôn, nguồn xung nhá. Dành cho chế độ điện thấp, giá 2,7 triệu vẫn là cái giá từ trước giờ. Nói chung là những cái dòng này đánh các bác bao tiếng hay luôn nhá. Không hay gửi lại em nhá. Đây. Hiện tại còn có mấy con thôi? 6 con. 2,4,6 con, giá 2,7 triệu nhá. 2,7 triệu các bác đánh full 30 luôn nhá. Đấy, đánh full 30 luôn. Đấy, giá có 2,7 triệu thôi. Đấy, hiện tại còn có mấy con đây. Đấy, hôm nay là con này còn ít đẩy ở đây. Đẩy nhà em thì nói thật các bác này, em lại chuyên về đẩy với lại này vang cơ. Vang D900, D900 với D9000 nó như nhau nhá, bác Phạm Quang nhá. Giá là 2,5 triệu nhá, giá 2,5 triệu nhá. Đấy. Giá 2,5 triệu. Giá 2,5 triệu. Shop 50 ở đây. Đây. Martin này, MA2.8 này. Con này bao cho bác đánh nhấc đít luôn nhá. Trên cái cặp shop hai quả shop này đánh nhấc đít luôn. Đấy. MA2.8 Martin. Đấy. Giá con này em đang bán là 5 triệu nhá. 5 triệu. Martin. Đấy, bao cho các bác đánh luôn nhá. Không đánh được gửi lại em nhé. Đẩy NA600 không còn con nào nhé bác nhé. Ui rồi. Đây. Mẹ còn một cái con này nữa. Cái con HM này quên thì chưa quay cho các bác. À cái con HZ này đây. À, thương hiệu HZ này. Đấy. Mã cái quái này. Mã nó. Không biết là mã số hay là cái mã chữ này. Đấy. HZ. Chỉ mỗi biết là thương hiệu HZ thôi. Đấy, chạy dòng mạch NA, chạy xò Toshiba. Đấy, Toshiba. Đấy. 16 xò. Chạy 4 tụ 100V. Đấy. 4 tụ 100V, tụ còn rất là đẹp luôn nhá. Chạy dòng vỉ tím nhá. Nguồn đây. Đây. Đồng vàng chóe luôn. Đấy, dòng máy này thì thật sự các bác nó rất là khỏe rồi. Máy còn tất cả còn nguyên bụi nên em còn chưa kịp vệ sinh gì cả. Nói chung là cứ hôm nay nhiều việc quá nên là về em chỉ kịp tháo ra cho các bác xem, chưa vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Đây. Thông số đằng sau đây. Đấy. Thông số đằng sau đây. Đây. À, pin này viết toàn tiếng Anh. Tiếng Anh thì em chịu, không đọc được. Con này trông cái này thôi nhưng mà máy của nó đánh cũng rất là trâu bò luôn. Đấy, dòng máy NA sử dụng mạch AB này. Đánh gọi là máy của nó rất là trâu bò. Con này công suất nó nuôi vào 500W đến 600W nhá. Riêng con này. Bao giờ các bác đánh full 30 nhấc đít luôn. Đấy. Con này hiện tại em đang bán với giá là 3.300.000. 3.300.000. Đấy, 3,3 triệu.
Đấy, một cái giá rất là tình cảm. Dòng máy cực kỳ là mạch, cực kỳ bền luôn nha. Đấy. 3.300.000. Súp hiện tại là đánh súp hôm em đang hết nha. Đánh súp vì hôm đó có mấy con thì lại bán hết rồi, không còn con nào cả. Thì các bác phải chờ 2 hôm nữa cơ, 2 hôm nữa thì mới có cái dòng đánh súp cho các bác nhé. Dòng chuyên súp, dòng một kênh chuyên súp. Thì tầm 2 hôm nữa thì em lại tiếp tục về. Con này con gì nhỉ? Con này tháo rồi đúng không ạ? Tháo hết rồi. Đấy, hiện tại thì em đã tháo hết những cái mặt hàng cho các bác xem rồi. Đấy. Thì các bác nào mà kết được con nào thì báo cho em, nhắn tin qua số điện thoại của em 0985778338. Còn ở gần thì cứ qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy, thì em cũng rất cảm ơn các bác trong buổi tối ngày hôm nay đã quan tâm và theo dõi kênh audio Minh Nguyễn. Bây giờ thì thật sự các bác lọc ạ. Lọc thì hiện tại còn có 2 con thôi. À đâu? Lọc, vâng đúng rồi. Lọc còn có 2 con thôi. Đấy. Còn có 2 con lọc thôi nhá. Còn có 2 con lọc thôi. Bác nào thích thấy đấy. 2 con lọc, lọc hôm qua còn 6 7 con nhưng mà hết rồi nhá. Các bác nhá. Hôm nay chỉ còn có 2 con lọc thôi. Đấy, bác nào không lấy nhanh lại mai lại hết luôn. Lọc cứ bao các bác là 2 triệu một con, không hay gửi nãy em nhá. Những cái dòng lọc máy 2U này. Rồi, bác đẩy BMB98S công suất bao nhiêu ạ? Em làm gì có đẩy BMB đâu nhỉ? Em làm gì có đẩy BMB đâu bác? Bác nhìn ở chỗ nào chứ? Làm gì có con đẩy BMB nào? Đẩy BMB. Làm gì có? BMB98S này. Ui giời, bác hỏi thế thì khó lắm, bác hỏi cái gì bác, cái gì bác con Martin 2 kênh ạ. Đây ạ, con Martin 2 kênh đây nhá bác nhá. Con Martin đây, con Martin này. Đẩy 2.7 nè, mạch CNH nha. Mạch CNH. Đấy. Mạch CNH nha bác nha. Mã của nó MA1200S nha các bác nha. Tên của nó là cái gì đi, pha modun xô đấy, khó hiểu quá, tiếng Anh thôi, toàn tiếng Anh chứ không đọc được. Đấy. Con này bao cho các bác đánh full 30 luôn nha. Bao cho các bác đánh full 30. Đấy, giá chỉ có 2.7 thôi. Đấy. Đấy thì hiện tại là đây còn mấy cái nô đổi cũ đây. Đấy thì vừa rồi em đã báo giá sát cho các bác rồi. Đấy và tụt hết quần cho các bác rồi. Đấy. Các bác nào lấy thì cứ nhắn tin cho em thôi. Vang số nào ạ? Đánh NA600, NADK King 600 đánh được 2 đôi luôn nha bác nha. Đánh được 2 đôi bát 30 luôn nha bác nha. Con màu trắng là con nào bác ơi? Các bác hỏi cái con màu trắng thì biết là cái con nào, con màu trắng là con Avin hay là cái con nào? Con Avin nó cũng màu trắng. Con Avin màu trắng, con đấy là 3.7 nhá, Avin nhá. Đẩy ba kênh hiện tại là không còn nhá các bác nhá. Con Fuma này này, con Tuma này cũng rất là đẹp này, không biết nó chạy xò gì nó bé tí tí này. Rất là khỏe luôn. Đẩy HM 3.5 nhá bác nhá. Đẩy HM 3.5 nhá, chạy 24 xò nhá. Còn HH đấy, đùa đâu. Đây, Fuma này. Tuma này. Đấy, hàng thương hiệu của Nhật Bản này. Đấy. Chết áp bi nhá, vặn khẩn khọc rất là sướng luôn.
Ui giời, bác ngoài thế thì khó trả lời nhỉ. Thế này bác phải cắt ở cái con vang rồi. Quan trọng là cái con vang của bác. Bác cắt cái giải tần thấp này, cái giải tần cao. Nếu mà bác cắt thấp thì bác chỉ gọi là trong cái không gian nhỏ thôi thì bác nghe em hay được. Còn không gian rộng thì nghe lại không được hay. Vâng, cảm ơn bác Ninh Quang nhá. Vâng, em muốn là sao bác bốc cho em mấy con, em bốc có mỗi một con đây kìa. Bác bốc mỗi con. Ui giời ơi, bác Hồng Tâm Nguyễn ơi, để sáng mai em téc xua chứ giờ đêm hôm nay téc cái này người ta sang người ta đốt quán này em mất. Nên là các bác thông cảm với em, tối nay em không có téc cái gì cả. Téc nên sợ lắm, mai người ta ra báo phường bắt hết đồ em mất. Chỉ có giá 2 con, giá 2 triệu 7 thôi. Đấy, giá 2 triệu 7 một con thôi. Đấy thì có gì thì bác báo em chứ không có con nào là giá 2 triệu cả. Đấy, đêm này mà vẫn còn có khách đến lấy đồ đây. Đấy, khổ lắm. Bán hàng cứ rẻ là các bác lại ủng hộ em nhiều. Đấy. Đây. Ôi cẩn thận ông sút lưng ấy anh ơi. Đẩy niền vang không có nha, bác nha, đẩy niền vang không có nha. Đẩy niền vang dạo này em không nhập cái hàng đấy. Đấy, các bác cứ chơi một con đẩy nó rẻ tầm hơn 2 triệu. Với một con vang tầm hơn triệu thôi. Đấy là các bác nghe đã rất là hay rồi. Đấy đợt này nó biên nó cấm nặng quá nên là không về được ấy. Không về được hàng. Nên là không có những cái dòng đẩy dòng vang hơn triệu. Em đang bảo thiết kế gọi là cho các bác dòng vang cơ tầm độ hơn triệu thôi, vang bãi, nhưng mà vẫn chưa về được đây. Hôm nào về được những cái dòng vang cơ có triệu 2 đến triệu rưỡi một con này, để hôm nào thì em bố trí để em ghép vào những con đẩy tầm tiền thôi, dành cho những bác ở chế độ thấp thì hôm nào thì em sẽ về em ghép cho. Đấy, thì tầm tiền 3 triệu rưỡi đến 4 triệu là các bác có thể là đánh được loa 30 rất là hay rồi. Đấy. Mic thì là mai em về 15 bộ mic 6 số, dòng đấy vỉ tím rất là chất luôn. Đấy, dòng đấy thì thật sự các bác là để mai có gì để em mai về để em tháo là em sẽ cho các bác về cái test luôn cái bộ mic đấy. Thì có gì để mai có 15 bộ mic thì các bác tha hồ mà lựa chọn. Đẩy 4 kênh không còn nha bác nhá. Mic thì xin mời bác ấy, chờ đến cuộc livestream ngày mai thôi nhá. Thì có gì trong buổi truyền hình trực tiếp ngày mai em sẽ phát cho các bác là 15 bộ mic lên sóng cho các bác và test chất âm cho bác luôn. Vì mic thì em chỉ có một loại thôi nên là nó không bận bịu như là về những dòng đẩy này. Về đẩy thì thật sự các bác là nó nhiều loại đẩy quá nên là em phải tháo nhiều. Đấy nên là rất là vất vả luôn. Nọc khoảng 2 triệu đây bác. Ui giời, cái con nọc xì này 2 triệu đây, vừa rồi em báo rồi đấy. Duy nhất còn có 2 con đấy. Vừa giờ về được gần 20 con thì đã bán có 5 ngày rồi mà đã bây giờ chỉ còn có 2 con đấy. Đấy bác là lấy cái báo nốt cho em để em lên đơn cho bác này. Còn 2 con nó đỡ nẻ noai này. Đấy. Đấy nọc này. Nọc này cứ em cứ nói thật này các bác là bao các bác hay nhá. Nếu mà không hay thì các bác gửi lại em nhá. Không phải lấy làm gì cả. Đấy không phải thanh toán tiền đâu. Đấy. Không hay gửi lại em nhá. Rồi ok bác. Rồi mai bác nào lấy cái gì, những cái mặt hàng gì thì cứ chủ động nhắn tin hoặc là ép số Zalo của em thì em sẽ truyền hình trực tiếp cho các bác xem về những cái mặt hàng mà bác đang lấy. Và nếu mà không ấy được thì em sẽ gửi hình ảnh và test video gửi cho các bác để các bác biết rõ hơn. Ui giời, hàng có phải chuyên khoan không ạ? Ui giời, bác Kỳ Anh quê tôi. Ui giời, Kỳ Anh quê tôi, em nghe cái chữ mà Kỳ Anh này em sướng lắm ấy. Trước là nói thật là các bác là em đi qua Kỳ Anh rất nhiều luôn. Thỉnh thoảng cứ vào đấy là ăn cơm là phục vụ từ A đến Z là em sướng lắm.
Kỳ Anh quê bác, Kỳ Anh quê tôi. Đấy. Vang số thì cái dòng vang này thì em đã test cho các bác từ mấy cái video đợt trước rồi. Thì các bác cứ vào đấy các bác xem lại cái mấy cái video đợt trước ấy. Ui giời, bác Ninh Nguyễn. Vâng, xin chào bác Ninh Nguyễn nhá. Đấy. Khổ lắm, cứ bảo là mỗi lần lên là không có chào bác này cả. Hôm nay bây giờ mới xong việc thì ngồi chém gió các bác một lúc để làm sao để biết được các bác nào lấy những cái gì. Và cũng báo luôn cho các bác là lấy cái gì thì nhắn tin rõ cho em cái. Bác Ninh Quang ạ, bác Ninh Quang hỏi cái gì ạ? Nọc gì thì 2 triệu một con, các bác thích lấy con nào thì lấy. Đấy. Ôi giời, đây là em là Minh Nguyễn, Minh Vũ là thằng em của em nhá. Minh Vũ ở trên Hải Dương, còn Minh Nguyễn thì ở dưới Hải Phòng. Đấy. Bác nào cứ tiện gần ở đâu thì lấy ở đấy. Đẩy đánh full ạ, full 40, full 40 đó, đang có con MA này. Con MA này đánh full 40 thoải mái luôn nhá. Bác nhá. Nhá. Đấy, cái con MA này. MA đánh full 40. Đây coi bác ở mãi Nam Định này, bác ấy chỉ rất là chịu khó đây, phi từ Nam Định lên đây để lấy một con vang với lại một con nọc xì DOD đây. Khổ. Nói chung là những bác ở xa đến là thật sự là em cũng rất là cảm kích. Bác đến trong vòng buổi tối này mà em xúc động quá mà tí nữa em rơi nước mắt đi. Đấy. Rất là cảm động và cảm ơn cái tấm chân tình của các bác dành cho em từ xa xôi đến với lại cửa hàng Minh Nguyễn. Con nọc đen ạ, à, em đã bảo rồi. Cái hai cái con nọc này là đồng giá cứ 2 triệu một con, bác nào thích lấy con nào thì lấy. Khổ lắm, em đã bảo rồi. Bác cứ hỏi nhiều làm gì. Đấy. Thì lấy cái con đen thì em sẽ tháo ra và em sẽ gửi ảnh ruột gan cho các bác nhá. Các bác nhá. Đấy, còn lấy thế con trắng thì em sẽ gửi ruột gan cho các bác. Đấy, cứ ép cái số Zalo của em vào nhá. Ui giời. bác Kỳ Anh quê tôi. Vâng, em khổ lắm. Bác viết không dấu nên em cũng không đọc được. Đấy, khổ lắm đấy. Khó dịch quá. Đấy là trước là học không học được cao, toàn học gọi là mẫu giáo vỡ lòng ấy. Nên là cô giáo đã bị toi rồi. Nên là khó dịch từ những cái tiếng nó không có dấu. Đấy, các bác viết không dấu em dịch khó lắm. Các bác lấy hàng của em thì cứ nổ địa chỉ để em gửi hàng, chứ không cần phải là cọc ship được cả, vì là em bán hàng là bán là người thật việc thật. Đấy, hàng của em chất lượng như nào thì em giới thiệu đúng và em sẽ gửi cho bác đúng cái mặt hàng của em giới thiệu, chứ không phải là kiểu như là những ông nên cứ toàn chém linh tinh ấy, xong mình hơi mua tí này cứ bảo bắt đặt cọc tiền ấy, đặt cọc tiền ấy là những ông ấy là không tin tưởng những người mua. Đấy là em có nói thật luôn. Vì là sợ các bác là mua hàng là bom người ta nên là không dám gọi là gửi hàng. Chứ còn nói thật các bác, em bán hàng em rất là thoải mái luôn. Bác nào thiện chí thì em cũng rất là nhiệt tình. Cứ làm sao gửi đúng địa chỉ em sẽ gửi về cho các bác. Và các bác được kiểm tra, được test chất âm. Nếu mà đúng như những gì em nói thì các bác nhận hàng. Còn không đúng thì các bác giả về gửi về cho em. Còn các bác không phải mất thêm một cái gì cả. Đấy là em cũng nói thật luôn. Đấy. Anh mà nói thế là em này khả năng là từ nãy đến giờ đấy em lại phải suy nghĩ lại về anh ấy. Đây nhá, cô đây tiện đây thì đây cái con vang đây. Vang D9000 đây. Đây. Quay cho các bác đây. Đây. Con này nó chạy chip Underknock này của Mỹ này. Đấy. Nên là nó chạy đời rất là cao luôn nhá. Underknock mã của nó là 21478 nhá, 21478. Ví dụ như là cái con X5 hoặc X6 thì nó chỉ chạy là 21375 thôi, nhưng mà con này nó là 21478 nhá. Một dòng chip đời rất là cao luôn. Đấy. Về cái độ xử lý phân khúc của nó thì quá là hay rồi. Đấy. Thì giới thiệu qua cho các bác là cái con vang
D9000 này. Đấy. Dòng vang D9000 và D900 nó giống nhau nha các bác nhá. Dòng này đang thị trường là mới có một bác là quay cách đây nó có 2 tuần thôi. Là hiện tại đang bán với giá là 2,6 triệu. Đấy là hiện tại là em mới biết như vậy, còn từ trước thì giá cứ 3 triệu thôi. Nhưng mà chắc là thấy em bán rẻ quá này các bác cũng phải gọi là giật xuống thôi, vì bán cao quá này các bác sẽ không bán được. Đấy em nói thật. Riêng em bán thì em cứ bán giá tại gốc cho các bác thôi. Vì là người ta bảo em hay lấy công làm lãi. Đấy là em nói thật, là người em cũng không thuê mượn ai cả. Nếu mà đóng hàng và gửi hàng cho các bác thì cũng tự tay của em để đóng gói và gửi cho các bác thôi. Nên là các bác nào lấy những quả súp này em rất là ngại đóng, vì là súp đóng nó rất là vất vả. Trong buổi sáng là được mỗi 2 quả súp thôi. Đấy. Con vang đấy thì hiện tại em đang bán là giá là 2,5 triệu. Nha, giá 2,5 triệu. Đấy bác nào gọi liên tục đấy. Lại xin lỗi các bác để cho em nghe cái cuộc điện thoại nhá. Đấy. Đẩy CA9 không còn nhá. Bác nhá, đẩy CA9 không còn nhá. Alo. Mình. Vâng, em nghe đây. Mình bác nào mình có gì để cho bác cái con nguồn sung mà công suất lớn đi. Công suất lớn à? Vâng, ok công bác. Công suất lớn 2 con để bác con nguồn sung công suất lớn đi. Rồi. Hôm trước bác có mua của con Martin LA400 gì mà nó đánh suất không nổi đó, rồi kêu gửi ra rồi bác không gửi đó, bác để trong này luôn. Bác Phước đúng không? Nhớ, nhớ. Bác Phước khổ, con nghe giọng bác là con biết mà. Trại mới ngủ dậy, tao thấy mày lại phim cái chú Quốc Liệt. Vâng. Tao thích mày. Rồi. Có gì bớt cho bác chú đỉnh được không con? Rồi, có gì con đang live stream thì thôi, có gì để con đấy con sẽ nhớ, con sẽ để luôn cho bác con đấy nhá. Thì vâng, có gì tí lúc nào hoặc là sáng mai thì để hỏi sáng mai hỏi một bạn rồi nó có lấy thì vâng. nó cũng đang chuyển qua nguồn sung. Vâng thì có gì bác chưa hạ nguồn sung bao giờ. Rồi con tiếp tục nha. Vâng con chào bác nha. Rồi lại xin lỗi các bác một chút xíu nữa, lại làm phiền các bác này. Có nghĩa là người ta bảo là ăn cắp giờ ấy, lại ăn cắp giờ của các bác một chút. Đấy, nên là thôi thì đây thì nâng tiếng ạ. Nâng tiếng không còn con nào nó nâng tiếng em không bán. Vì nâng tiếng thì ghép vào thì thật sự các bác mà ghép vào cả nọc xì ấy, nên là tiếng nó không được hay. Đấy thì em thật, dùng nâng tiếng thì nâng tiếng xịn, hàng chất thì nó mới gọi là ra được nâng tiếng nó mới hay. Chứ còn là nếu mà nó mà không hay thì con chất học kia, vì bây giờ bỏ hai cái đống của ông ra thì đấy tháo hết, đấy là của anh hết mà đúng không, thì tụt hết xuống ba cái nấc kia là của anh mà gì nữa. Đẩy 16 xò em có nhiều loại ạ. 16 xò cứ các bác cứ dao động mà từ 3 triệu đến 3,5 triệu nhá các bác nhá, từ 3 triệu đến 3,5 triệu. Đấy thì có gì các bác xem lại video của em đã phát trực tiếp từ ngay từ lúc đầu rồi, thì tí nữa bác nào mà cần lấy cái gì thì xem lại giúp em cái, vì em đã báo giá cho các bác từng loại mặt hàng rồi. Đấy, bác nào lấy cái món gì thì sẽ nhắn tin rõ cho em là lấy cái con nó tên như thế này này, giá tương đây tiền này. Đấy thì để em còn biết là sáng mai em sẽ lên đơn sớm cho các bác. Thì có gì để mai chủ nhật thì em chỉ gửi xe thôi. Nếu mà bác nào đấy thì mai chủ nhật em gửi xe. Còn Viettel thì Viettel em không gửi ra rồi. Bây giờ em sẽ chuyển sang bên bưu điện gửi hàng an toàn, nên các bác cứ nhận hàng là yên tâm là tuyệt đối luôn. Không bao giờ sợ hàng bị bọc mà bị móp méo cả. Đấy. Thì là thứ hai thì em mới gửi được bưu điện cho các bác. Đấy. Thì nên là các bác trong vòng ngày mai các bác nào lấy cái gì thì các bác cứ báo cho em nhé, thì em sẽ trực tiếp em gửi cho các bác. Thì sau đây là cũng muộn thời gian rồi, để em còn thu dọn những cái món đồ để lúc đầu tháo cho các bác, để còn sao đi nghỉ sớm, có gì để mai để em cố gắng làm sao là sắp xếp còn đóng hàng gửi hàng cho các bác sớm cơ. Thì
Thì đây xin chào và cũng chân thành cảm ơn các bác là trong vòng buổi tối ngày hôm nay đã quan tâm và theo dõi kênh audio Minh Nguyễn. Chúc các bác có một buổi tối ngủ ngon và làm sao các bác cố mơ được những giấc mơ đẹp, bạch thủ những cái con đề lớn để làm sao kiếm được nhiều tiền để còn ủng hộ bên em nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.